Hôm nay chúng ta về đây về thành Giê-ru-sa-lem để chúng ta cùng nhau nhìn lại hành trình cuộc đời của thánh nhân dưới ánh sáng của lời của Chúa, để thấy được thánh nhân đã nỗ lực sống lời của Chúa một cách cụ thể như thế nào để trở nên một vị thánh vĩ đại, để trở nên một con người cứu giúp chúng ta không chỉ khi thời còn sống mà cho đến mãi mãi muôn đời. Và trong hành trình đi theo Chúa Giê-xu đó, thánh Giê-ru-sa-lem đã cố gắng bắt chước Ngài, cố gắng rập theo khuôn mẫu cuộc đời của mình theo gương của thầy chí thánh Giê-xu, để muốn được nên đồng hình đồng dạng với thầy trong mọi sự, trong những cái có thể được. Có những nỗ lực thì đến từ phía thành Giê-ru-sa-lem, cũng như có những cái an bài sắp xếp mà Thiên Chúa đã định sẵn cho thánh nhân. Và hôm nay chúng ta nhìn lại để chúng ta xem thử thành Giê-ru-sa-lem bước theo Chúa Giê-xu trong cái cuộc sống nghèo khó như thế nào. Để ngang qua đó chúng ta biết sống cái cuộc sống nghèo khó của chúng ta theo gương của thánh Giê-ru-sa-lem như vậy. Trong bài tin mừng vừa thuật lại câu chuyện khi Chúa Giê-xu giảng dạy hấp dẫn có một số người muốn đi theo làm môn đệ của Ngài, tưởng rằng đón nhận được một lời chào đón hân hoan, nhưng Chúa Giê-xu trả lời một câu khá lạnh: con chồn có ha, chim trời có tổ, con người là tôi đây không chỗ tựa đầu. Theo tôi không phải để làm quan làm án để có ngai vàng địa vị, nhưng theo tôi là phải chấp nhận một cuộc sống không nhà không cửa, không nơi nương tựa, không chốn nghỉ ngơi. Người muốn đi theo Chúa là như vậy, chấp nhận một cái nghèo tận cùng, một cái nghèo mà nghèo hơn cả con chồn, nghèo hơn cả con chim trời nữa. Con chồn còn chim trời vậy, dù có nghèo đến đâu nhưng vẫn có cái hang, cái tổ để mà về nghỉ ngơi sau những ngày làm việc hay những cái cuộc săn lùng. Còn Chúa Giê-xu Ngài ví Ngài không được như vậy, không được như vậy. Mà cả thật cuộc đời của Chúa Giê-xu trong suốt mấy năm rao giảng tin mừng là như vậy đó. Ngài rong ruổi khắp nơi khắp chốn, khi thì ở ven biển hồ, khi thì lên trên núi, khi thì vào sa mạc, khi thì về đông làng quê, khi thì ở chốn thành thị, khi thì vào trong chốn hội đường của người ta. Nghĩa là bà đâu Ngài rao giảng đó, Ngài chẳng có ngai tòa, Ngài chẳng có phòng giảng riêng, Ngài cũng chẳng có một cái nơi chốn riêng để mà giảng dạy như các cha, các thầy, như các đức cha bây giờ. Chúa Giê-xu cũng có cái đó. Ngài đi lang thang khắp nơi gặp chốn, bà đâu Ngài dạng đó, Ngài cũng chả có nhà nghỉ, có khách sạn để nghỉ ngơi, mệt đâu nghỉ đó. Ngài sống một cái tinh thần có thể nói là không dựa vào một cái gì cả, một nơi chốn nào cả. Xét về phương diện tài chính kinh tế, người ta muốn đi truyền đạo giảng đạo thì phải có tiền, phải có ngân sách, phải có cái để mà chi tiêu. Còn Chúa Giê-xu chả có đồng cắc nào cả, chỉ sống bằng đồng tiền bố thí của những người đi theo mình thôi. Được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, sống một cách thanh thản. Hôm nay giờ mà bảo đi truyền giáo, có tiền đâu mà đi truyền giáo, các cha con có tiền dâng lễ cho tụi con, có tiền đâu mà đi truyền giáo. Cho nên mãi mãi chúng ta không truyền giáo được là vậy. Khi còn bám vào cái của cải vật chất thì không bao giờ có thể truyền giáo được đâu, không thể được đâu. Chúa Giê-xu chấp nhận một cuộc rao giảng có thể nói không màng đến vấn đề tài chính tiền bạc của cả, và Ngài tuyên bố làm thợ thì đáng được hưởng công. Ngài chấp nhận như vậy, họ cho bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, không ca tán, không phản nàn, có cái gì dùng cái đó. Ngài chấp nhận cái nghèo đến mức độ đó.
Rồi chúng ta đi làm việc thì nhiều bạn hữu lắm, nhiều nơi để mà nghỉ, thậm chí có nhiều đại gia nữa. Còn Chúa Giêsu đi truyền đạo thì chả có ai cả. Sống một cách phiêu lưu, một cách không bám víu vào một cái gì, của cải không, nơi chốn bờ vai tựa nương không, nhà cửa không, tiền bạc không, không bám vào một cái gì ấy. Ngài sống một cách thanh thản để thực thi sứ vụ đến cùng. Tôi nghĩ nếu mà giáo hội bây giờ mà trở lại thời đó thì chắc người ta cũng theo đạo hết rồi. Cứ bỏ hết ngài mà đi dạng lung tung như vậy thì người ta theo đó. Theo đó. Giờ khó đó. Giờ thì có đầy đủ nơi giảng dạy, hội đường, có đủ mọi thứ, mà người ta không theo, là bởi vì cuộc sống của người nó đi ngược với những điều mình rao giảng. Mình rao giảng người ta sống một cuộc đời nghèo theo Chúa Giêsu, mình lại sống một cuộc đời đài cát, thì làm sao lời rao giảng người ta đón nhận được. Và thánh Giê-rô-đô khi đi theo Chúa Giêsu, ngài rất muốn họa lại cái chân dung của một Giêsu nghèo khó nơi ngài. Dĩ nhiên Chúa đã an bài cho ngài được sinh trưởng trong một gia đình nghèo lắm, ở một vùng quê nghèo, giống Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình nghèo, ở một làng quê nghèo. Chúa Giêsu thì đang ở thành Giuse làm thợ, còn Giê-rô 12 tuổi mất bố và lần thần đi học cái nghề may. Mà làm nghề may ở một làng quê nghèo thì làm sao mà nuôi sống được. Rồi được một giám mục khó tính, khó chiều vào làm việc, vẫn sẵn sàng làm, chấp nhận mọi cái tình cảnh của mình. Nghèo đến nỗi mà Chúa Giêsu phải cho bánh ăn. Gia đình nghèo đến khi mà khi Giê-rô-đô chưa làm ra tiền, đến chơi với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu thương phải cho bánh ăn, nghèo đến mức độ vậy. Gia đình đã nghèo rồi, Chúa lại ban cho một cái thân thể cũng nghèo, mạnh khảnh gầy gò ốm yếu, làm việc gì cũng khó, sức thì không có, lực thì không còn. Cho nên khi đi tìm hiểu nhà dòng thì ông cha ông bất đắc dĩ ông viết cho mấy câu: tôi gửi đến cha anh chàng thanh niên vô dụng này. Nhìn cái là biết vô dụng rồi, vì có sức đâu. Đi tu là phải có sức khỏe để mà là năng làm việc. Đây người mà thân tàn ma dại như vậy thì làm sao mà làm. Cho nên ngài gọi là cái anh thanh niên vô dụng. Vô dụng, chúng ta chưa ai mắng chúng ta vô dụng đâu. Cho nên thành Giê-rô đi tu là được cái tên đầu tiên đau. Ngài nghèo không chỉ về gia đình, nghèo không chỉ về thân xác mà về cái đầu cũng nghèo. Nghèo có được học đâu. Cho nên cái khả năng học vấn của ngài cũng thấp. Cho nên bước vào nhà chồng thì ngài đâu có là thể làm linh mục được. Ngài chỉ làm một thầy trợ sĩ giúp việc. Ngài làm những công việc âm thầm ở nhà máy, nhà khách. Chẳng ai biết đến ngài cả. Ngài nghèo cả cái vị thế, không phải vị thế xã hội mà thôi, còn vị thế trong dòng ngài cũng sống cái nghèo triệt để như vậy. Rồi trong đời sống chung, một người ít học, một người gia đình nghèo gầy yếu như vậy thì chắc chắn phải chịu nhiều cái sự khiển trách, nhiều cái sự đối xử không công bằng. Ngài nghèo cả cái sự công bằng trong tình thương đời sống chung. Nhưng cái được một điều, Giê-rô-đô vui vẻ đón nhận tất cả cái nghèo đó. Đón nhận một cách vui vẻ. Nhiều người chỉ có một chút, bị tật một chút thôi, đã kêu ca phàn nàn: cha ơi con khổ như thế này mà cha không biết à. Một người chỉ bị theo một chút thôi, bị một tật nhỏ thôi, đã kêu ca phàn nàn đủ thứ. Còn Giê-rô-đô chấp nhận tất cả, bởi vì được nguồn nên giống Chúa Giêsu, nên giống thầy mình. Cho nên càng nên giống thầy bao nhiêu thì càng thích bấy nhiêu. Chúa Giêsu chúng ta thấy cuộc đời rao giảng nghèo, đến cái chết cũng nghèo. Người ta chết có gỗ quan tài đấy, mình Chúa Giêsu có đâu. Người ta chết ít nhất có cái quần cái áo mà mặc,
Đây chết chả có mảnh vải che thân, treo tùng tằng trên cái thập giá được ban ngày. Người ta chết thì có cái nghĩa đội mai táng làm việc cẩn thận, còn đây chôn vùi chôn lấp cho xong. Người ta chết có huyệt mộ, còn đây phải để trong huyệt mộ người khác. Chúa Giêsu nghèo từ khi sinh ra cho đến lúc chết. Giê-đô-đô cũng vậy thôi. Cái chết của Ngài cũng cái chết đau thương từ từ. Nghèo không chỉ vật chất, nghèo không chỉ về vị thế xã hội, nghèo không chỉ về sức khỏe, mà nghèo cả tình thương nữa. Bị bỏ rơi, bị lãng quên. Và khi sống cái tinh thần nghèo như vậy, Giê-đô-đô đã họa lại cuộc đời của Chúa Giêsu trên thập tự giá: lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con. Cái nghèo cuối cùng, kể cả Chúa tình thương cũng nghèo. Và nhờ vâng phục Chúa Giêsu, muốn nên giống Chúa Giêsu như vậy, mà Chúa đã ban cho Giê-đô-đô cái khả năng làm những cái dấu lạ điềm thiêng, không chỉ khi qua đời mà ngay khi còn sống. Đúng là những ai có tin vào Ta thì sẽ làm được những việc vĩ đại hơn Ta. Thành ra Giê-đô-đô đã làm những việc vĩ đại như vậy đó. Nó nhờ lòng tin, nhờ dám sống nghèo, sống buông bỏ hoàn toàn mọi sự, sống tín thác hoàn toàn cho Chúa, sống không bám vào cái gì ngoài trừ bám một mình Chúa. Và nhờ đó mà Giê-đô-đô trở thành vị thánh gần gũi thiết thân với người nghèo, vị thánh cứu giúp người nghèo, và vị thánh làm mẫu gương cho người nghèo. Nói gương thánh Giê-đô hôm nay, tuyệt đối chúng ta đừng phàn nàn gì hết đó. Đừng có than trách gì cả, đừng có lẩm bẩm kêu ca gì hết. Hãy vui lòng đón nhận tất cả mọi sự Chúa an bài cho chúng ta. Hãy đón nhận tất cả mọi sự Chúa cho xảy đến với chúng ta trong một cái niềm tin muốn được nên giống Chúa Giê-xu, trong một khao khát được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-xu. Dĩ nhiên cái nghèo của chúng ta chẳng ăn thua gì so với cái nghèo của Chúa Giê-xu đâu. Nhưng mà chúng ta ước mong được một phần cái nghèo của Chúa Giê-xu đó, để Chúa lấy cái giàu của Chúa mà làm cho chúng ta nghèo, và Chúa lấy cái nghèo của chúng ta mà làm cho người khác được nên phong phú. Thì khi đó cuộc đời chúng ta sẽ được nên giống Chúa Giê-xu và sẽ đi đúng con đường mà Thánh Giê-đô đã làm gương cho chúng ta. Hôm nay xin Thánh Giê-đô khẩn cầu cùng Chúa Giê-xu cho chúng con được ơn yêu mến sự khó nghèo, được ơn đón nhận sự khó nghèo như một nhân đức để làm nên chân dung, làm nên cái khuôn mẫu đời sống môn đệ của Chúa Giê-xu như chính thánh nhân đã làm gương cho chúng con.